Nhà sư bữa nay sư cũng khỏe sư ha? Dạ. À, tụi con cũng lên lễ sư à. Dạ. Qua thì hai anh em con cũng ghi hình sư, cũng có nhà hảo tâm hỗ trợ cho sư, thấy cũng khá là ổn định. Là hôm nay thì cũng dường như là có hình như anh Năm cũng có trích phần tịnh tài của mấy nhà hảo tâm á, cũng mua cho sư được chiếc chiếu rồi ha. Còn dạ. Sáng nay cũng mới vừa nhận được cái chiếu, chưa dạ. Có chảy ra. Với lại cái phần tịnh tài mà mọi người á, gửi cho hai anh em con á, cũng có bữa nào cô hai mà có lên được sư á, thì sẽ hỗ trợ vấn đề về xuất bát cho sư. Còn bữa nào cô hai không qua được thì hai anh em cũng cố gắng làm cơm lên xuất bát cho sư. Bữa nay Năm cũng có làm cái phần cơm để lên xuất bát cho sư rồi á. Dạ có là dạ Năm một phần. Dạ. Hôm qua con khi hai anh em con chia sẻ cái video lên đó sư, thì cũng có một số cô bác nói sao mà sư không có thỉnh một cái máy nghe pháp về bộ kinh Nikaya để mà mình nghe cho nó tiện vấn đề, về sau này mình có đi đâu á mình đem theo nó dễ. Như vậy thì nguyên nhân như thế nào mà sư lại chọn cái vấn đề về chọn cái bộ kinh mà không có chọn cái vấn đề nghe trên máy thôi sư? Dạ Nam Mô Phật, nếu mà duyên có một vị nào hỏi vấn đề đó thì nay cũng nhân duyên nay con cũng chia sẻ luôn. Dạ. Thì hỏi sao con không sử dụng máy nghe pháp? Dạ. Thì thưa thì con cũng có đây. Dạ. À, máy nghe pháp của con đây. Dạ. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây á là cái việc mình nghe pháp là khi mà mình đã hiểu được kinh, thuộc được kinh, thì cái việc mình nghe là mình khơi lại cái nhớ lại để dạ. Mình hành pháp. Chứ còn mà sử dụng cái máy nghe pháp để mà học trên đó thì con nghĩ là rất là khó. Dạ. Rất là khó hiểu, tại vì những cái từ ngữ trên đó nó phát trôi đi, lỡ như mình nở một nhịp nào đó thì những cái chữ quan trọng đó dạ. Mình sẽ không thể nào thâm hiểu được. Còn cái việc mà đọc kinh á, thì đó là cái việc mà khi mình dò từng chữ, mình đọc từng câu, mình có những cái từ nào đó khó hiểu, mình có thể dừng lại, mình chiêm nghiệm, mình tư duy trong đó. Dạ. À, đến khi mình hiểu rồi á, thì mình có thể thành được trong cái lời Phật dạy cho nó chính xác. Dạ. À, còn hỏi tại sao mà khi mà con lại giữ kinh chi cho nó nặng nề ấy. Dạ. Thì thật sự là trong thời gian đây cũng là một cái nhân duyên, cũng gọi là an cư kiết hạ đó. Dạ. Thì con cũng muốn gọi là nhân duyên được mình ở một chỗ như thế này nè. Mình có thời gian mình quán sát lại những cái lời kinh Phật dạy. Dạ. Rồi ôn lại những gì mình đã học trước đây. Dạ. Rồi sau đó là những cái thực tập mà trước đây con chưa hoàn thiện đấy. Dạ. Con cố gắng tinh tấn trong sự tu tập của mình trong thời gian này. Dạ. Nếu như mà bổn duyên mà tiếp tục mà hành theo những cái hạnh mà đi khất thực ngày một bữa đi bộ hành gì đấy, dạ. Thì con cũng sẽ gọi là nhờ những nhà tâm giữ hộ con. Nếu mà bổn duyên con quay lại nữa à. Thì con sẽ tiếp tục con học thêm nữa. À, cho nên cái việc mà đi bộ hành mà ôm theo kinh này ôm không nổi rồi, dạ. Cho nên học kinh trên trên học pháp trên kinh á, trên quyển kinh á, thì yeah. Nó sẽ dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tư duy hơn. Yeah. Đó là một cái điều gọi là con thấy thực tế điều đó. Yeah. Còn mà nghe pháp mà để học trên máy thì rất là khó. Dạ. Yeah. Như trước giờ con cũng có nghe nói là trong tạng kinh của Phật đó, thì bộ kinh Nikaya là một trong những bộ kinh mà được gọi là cốt lõi của đạo Phật từ trước tới giờ, cũng như là đem lại giống như là bộ kinh mà nó gần gũi nhất, kêu là kinh Nguyên Thủy ấy, sư. Thì sư xin sư chia sẻ cho mọi người biết tầm quan trọng của bộ kinh Nikaya đối với một cái người tu trong chùa, cũng như là những cái người Phật tử tại gia như tụi con ấy. Những lúc con chia sẻ trước đây ấy, dạ. Thì cái mà tầm quan trọng của bộ kinh Nikaya là gì?
là khi mà mình đọc mình hiểu được những lời Phật dạy đó, nó rõ ràng, nó thực tế, nó thiết thực, nó chỉ chỗ nào là mình thấy sáng chỗ đó, chứ nó không cần phải gọi là dùng một cái sự mê tín gì ở đó hết, không cần phải dùng cầu nguyện hay là được người khác hộ niệm hay gì hết, không cần, mà tự mình tu tập mình chứng đạt cái điều đó. Và những gì mà Phật dạy trong đó là ghi rất là rõ ràng, rất là cụ thể, rất là chi tiết. Và Đức Phật mỗi khi mà diễn giải một cái gì đó thì Ngài dùng rất là nhiều phương diện, khía cạnh và góc độ, nhiều cái ví dụ trong đó để Ngài diễn tả một cái sự việc gì đó để cho người nghe người ta hiểu và hành pháp. Còn nếu mà mình tu tập mà mình là người con của Phật ấy, mà mình tu tập mà mình không hiểu là Phật dạy mà tu, thì đó chỉ là tu trên hình thức thôi, không thể nào mang lại lợi sự lợi lạc để diệt được cái tham sân si, cái vô minh bản ngã, diệt trừ được cái đời sống này để mình không còn tái sinh luân hồi nữa. Thì khi mình hiểu được pháp, mình mới hành được pháp thì mới mang lại lợi lạc. Và đó là những cái gì mà con học được trong bộ kinh Nikaya, là rất là thiết thực và hiện tại. Con nghe sư nói câu thiết thực về hiện tại thì con nhớ trước đây con có xem một cái đoạn phim thôi, trên phim thôi, rồi chiếu về cái thời Đức Phật ấy. Thì khi mà Đức Phật đi ngang qua một cái vị trí của sông Hằng thì Đức Phật mới thấy một cái vị Bà La Môn, vị ấy đang tắm ở dưới một cái dòng sông, đó là sông Hằng. Thì Đức Phật mới thấy thân người này thì đang lạnh lạnh mà run rẩy hết, không có thể nào mà chịu nổi trong một cái vài giây phút nữa. Thì Đức Phật mới đứng lại hỏi cái vị Bà La Môn đó, thì hỏi tại sao ông lại không đi lên mà ông lạnh run ông còn tắm mình dưới dòng sông. Thì lúc đó ông mới trả lời rằng ông đã dẫm lên một cái con vật chết rồi, thì ông mới nhắc đó ông mới đi xuống dòng sông để ông rửa tội. Thì Đức Phật dẫn dẫn dắt một cái câu chuyện hết sức là đơn giản mà khiến cho ông phải lên đảnh lễ Phật và quy theo Phật. Đó là Phật nói nếu mà dòng sông Hằng này có thể rửa tội cho ông thì tất cả những con vật ở dưới sông như cá, nhái, ếch và tôm, cua, cá thì nó đã được rửa tội sạch rồi, thì tại sao nó lại còn ở dưới đây? Thì Đức Phật vừa nói câu đó thì ông mới giác ngộ, ông mới tiến lại là quy theo Phật. Thì con thấy những cái câu câu trong kinh Nikaya cũng như là sư vừa chia sẻ là rất là thiết thực đời sống, và Phật thì dùng tất cả các phương tiện để giúp đỡ cho những chúng sanh nào mà còn mê đắm trong những cái sự mà lầm lỗi đó, sư. Sẵn duyên anh nói đến cái câu chuyện này thì con cũng nhân duyên con cũng tiếp thêm một cái câu chuyện mà trong kinh Nikaya, mà Đức Phật có thuyết giảng về vấn đề mà nghiệp ấy, là tức có nghĩa là Đức Phật ví dụ một cái cục đá mà mình dục xuống nước, dục xuống nước xong rồi á là kêu bà con huyết thống thân hữu bạn bè cùng nhau đi xoay quanh và hộ niệm cho cục đá này nổi lên. Thì qua cái ví dụ này á thì Đức Phật nói về cái thực tế là cái nghiệp của mỗi chúng sanh đã làm ấy, thì cái ác nghiệp đó là tự mình phải chịu lấy, cho nên khi mình mệnh chung rồi không thể nào mà dùng cái sự hộ niệm của người khác mà giúp cho mình sanh thiên hoặc giải tội được. Cho nên đừng bao giờ mà cái quan niệm đó là trái lệch để cho mình đó, mình nghĩ rằng đó là đời này mình cứ việc sống thoải mái đi, khi mà chết có người hộ niệm cho mình thì đó là sai lầm. Thì cái ví dụ đó cũng vậy, là ví dụ cái ví dụ thứ hai Đức Phật nói là khi mà đổ dầu xuống nước ấy, thì ấy, kêu cả dòng họ bà con huyết thống cả làng đi đứng xung quanh cầu nguyện cho cái dầu nó chìm xuống thì cũng không thể được, thì bản thân của cái dầu này nó nổi là nó nổi. Cho nên á, khi mình tu tập á, mình từ bỏ ác bất thiện pháp, mình tu tập mình giữ giới đi, thì khi mình thân hoại mạng chung á là chết đấy, thì tùy theo cái ác nghiệp của mình mà nó lãnh phải. Như nghiệp của mình nó làm nghiệp ác thì phải chịu đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thế là không thể nào mà nhờ người khác mà hộ niệm cho mình mà mình sanh thiên được. Còn khi mà mình còn có tu tập đấy, có làm thiện, giữ giới, thì khi mình thân hoại mạng chung, mình chết đấy, thì mình sẽ
theo cái phước báo của mình mà mình sanh theo cái cộng trú đó là tương ưng á, cho nên cái việc mà cái việc nghiệp nghiệp quả của mình á thì mình cứ cứ trong đời này mình cố gắng mà mình tu tập, mình giữ giới, mình làm thiện thôi. Thì chắc chắn những cái phần sanh của mình nó sẽ cộng trú với cái việc thiện mình làm. Qua hai cái mẫu chuyện này thì mong là mọi người sẽ nhìn nhận rõ hơn về cái đời sống này. Đừng có tin dị đoan quá. Và cũng đừng có mong cầu vào nhiều người khác quá. Thì pháp của Đức Phật là chỉ là dành cho những người có trí và tu tập, tự giác ngộ, tự giải thoát thôi, chứ không ai là đến hộ niệm cho mình được hết. Dạ, Nam Mô Phật. Hiện nay thì con thấy có cũng một số người thì mình không có đánh đồng chung, thì tùy theo nhân duyên mọi người. Ví dụ ai có nhân duyên sâu dày với Phật ấy, thì họ sẽ nghe qua những cái bài chia sẻ của sư, họ sẽ bỏ bớt dần đi những cái mê tín dị đoan như là cầu thần cầu thánh để mình được cái vấn đề về bằng ăn nè, buôn bán hoặc là sức khỏe này nọ. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không nói được họ, tại vì họ có lòng tin thì họ cứ việc làm. Nhưng mà với đạo Phật ấy thì những cái việc đó thì nó không thực tế. Đạo Phật là chỉ sử dụng những cái gì mà thực tế nhất, tức là người nào tu thì người đó sẽ hưởng, và người nào mà ăn thì người đó no, chứ không có bắt người khác ăn giùm mình mà mình tự no là nó không có. Vừa qua thì có rất nhiều cô bác người ta cũng rất quý về vấn đề sư chia sẻ về những cái lời văn cũng như là những cái lời mà sư ta học được từ kinh Nikaya như là những cái lời của Phật đó sư. Cũng có rất là nhiều người ta hỏi con là tại sao sư lại có rất là nhiều kinh điển của nhà Phật. Thì trong tam tạng kinh điển nhà Phật có rất là nhiều, trong đó có kinh Nhà Luật Luận nữa, thì rất là nhiều, mà tại sao sư lại chọn ra một cái một kinh Nikaya mà đọc mà không là nghiên cứu như một kinh khác? Thì như anh hỏi thì cũng trả lời thật lòng con. Thì kinh đó thì hiện tại con được biết là rất là nhiều rồi, nhiều kinh. Rất là nhiều bộ kinh. Mà trong một đời người như con thì cái tuổi thọ nó không có bao nhiêu hết. Và đôi khi vô thường nó đến lúc nào con cũng không biết được nữa. Mà nếu như mà con mang một cái tâm niệm mà đứng hướng này rồi trong hướng khác, đứng hướng khác trong hướng nọ á, thì cái sự tu tập của con nó sẽ không được tăng thượng. Tại vì khi mình đang học kinh này mà nghe người khác nói kinh kia sẽ mang lại lợi ích, mang lại giải thoát, mang lại niết bàn, con nghe như vậy xong con nhảy qua kinh kia, rồi bắt đầu người khác lại nói kinh này tốt hơn, nhưng mà quy hình chung thì tất cả kinh đều cũng chỉ là giúp cho mình tu tập giác ngộ thôi. Nhưng mà điều quan trọng ở đây á, là những bộ kinh nào mà nó có duyên với mình, nó giúp cho mình hiểu thấu được cái lời Phật dạy thì mình cứ tu tập kinh đó. Chứ không có phân biệt kinh này kinh nọ. Còn ai cái căn duyên của mỗi người mà. Tại sao ngày xưa Đức Phật thuyết pháp á, tùy theo căn duyên của mỗi vị đệ tử của Đức Phật mà thuyết pháp, chứ không có sức chung hết. Mà mỗi người có một cái căn duyên như vậy thì người ta sẽ tu tập chứng A La Hán. Cho nên cái việc mà tu tập á, thì theo căn duyên của mỗi người. Có người thì hợp với kinh này, người hợp với kinh kia. Như kinh Nikaya con đọc con hiểu con tu được, nhưng mà đưa những người khác không hợp á, người ta sẽ không đọc, không hiểu, không tu được. Cho nên nó tùy duyên mỗi người thôi. Không thấy nào mà mình tu kinh này mà mình bắt người khác tu theo kinh này thì không được. Đó là mỗi người thôi, kinh nào cũng là kinh của Phật hết. Thì quan trọng ai tùy duyên theo mỗi người, họ hiểu kinh nào, họ thuộc kinh nào thì họ tu kinh đó. Nam Mô Phật. Như con vừa nghe sư chia sẻ là ví dụ như khi đang tu kinh Nikaya, học trên kinh Nikaya mà có một người nọ nói một cái bộ kinh khác nó hay hơn, mà mình nhảy qua bên kia như vậy, thì cái đó có được gọi là kêu là cái lòng tín tâm đối với Phật, cái đó là bị mất lòng tin không thưa sư? Cái đó là người ta gọi là giống như là con chung một nhà nhưng mà phân biệt gia giới thôi. Thương người này nhiều người kia ít đi.
À, cho nên khi mà họ có một sự tín ngưỡng nào đó, họ sẽ phân biệt kinh này kinh kia. Còn đối với một người Phật tử học Phật á, thì đối với một người con của Phật ấy, thì họ không phân biệt kinh này kinh kia, mà cái điều quan trọng là kinh nào mà đem lại giải thoát cho mình thì mình cứ tu thôi. Chứ còn mình có cái tâm quan sát kinh này kinh kia, so sánh kinh này kinh nọ, thì cái đó cái lòng tin của mình chưa có tịnh tín đối với pháp. À, mình so sánh, Tức là hoài nghi ấy. dạ đúng là hoài nghi. Cho nên cái việc mà học hết kinh điển ở trên thế gian này thì một đời người không thể nào đọc hết nổi. Ngay cả bộ kinh Nikaya bữa đó, các mọi người thấy có nhiêu đó thôi, nhưng mà nếu mà đốt bản thân con mà đọc chắc cũng cả đời cả, thì bao nhiêu đó thôi, đọc cả đời rồi thì dạng dạng cuốn quyển kinh trên thế gian này thì làm sao học hết nổi. Cho nên mình cứ đừng có tấm đừng có mong, đừng có gọi là phóng cái tâm mình xa quá, mình cứ thấy cái nào hợp với mình tu cái đó thôi. Nhưng mà cũng có một số người cho rằng nó bộ kinh to như vậy thì sư đọc cũng giống như sư vừa nói là sư đọc chắc cả đời sư cũng chưa hết cái bộ kinh như vậy, thì sư có được cái lòng tin là trong trong khoảng thời gian mà ngắn nhất sư có thể tham khảo và tìm hiểu trọn vẹn bộ kinh đó không ạ? Cái việc mình học cả đời á, thì nói là trọn vẹn một kinh nó cũng không có nhiều trang. Nếu mình học á, thì mình đọc qua thì nó có thể là vài tháng đến một năm là hết rồi. Nhưng mà cái việc mà học cả đời đây là cái sự giác ngộ và tu tập trong đó, hay những lời dạy Đức Phật rất là thâm sâu, rất là vi diệu trong đó. Mà mình khi mình nghe, mình phải có cái sự gọi là tư duy, rồi Tức sau là đó phải mới, thâm nhập vô bộ kinh ấy dạ sư. đúng rồi, gọi là văn tư tu á. Khi mình học thuộc văn rồi mình có tư duy, mình có tư duy sau đó mình mới tu được. Chứ còn mà mình học văn mà mình trên chữ nghĩa, trên lý thuyết không thì nó cũng không mang lại lợi ích cho mình. Gọi là pháp là để hành, chứ không phải pháp để giảng. Nhưng mà một người mà khi mà học Phật á, thì buổi đầu tiên là buộc họ phải học kinh điển trước rồi họ mới đem ra hành, chứ không phải là nghe một người nào đó rồi nói xong là đem đem vô sở hành giống như người ta, thì cái đó nó là bị sai đúng không sư? Dạ đúng rồi, khi mà mình nghe thì mình ghi nhớ xong mình tư duy xong nữa mình mới thực hành, và thực hành xong mình thấy có kết quả, có kết quả mình mới mang mình chia sẻ, thì đó gọi là lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho loài người và loài trời. Chứ bây giờ mình chưa tu, mình mới học mình chưa tu, kinh điển thuộc lào lào đấy mà chưa tu, mình đem cái sự chia sẻ của mình cho người khác thì chia sẻ trong cái sự vô minh, mình cho đó là đúng thì đó là cái chiều hướng khác. Còn nếu mà một người mà học kinh điển mà tư duy mà tu tập mà hiểu được trong lời kinh đó rồi á, thì cái sự chia sẻ rất là đơn giản bằng cái sự thực chứng của mình đấy, thì chia sẻ người ta sẽ dễ hiểu. Đó là cái điều mà con gọi đó là bộ kinh Nikaya mà con học cả đời không biết có hết hay không đó. Nhưng mà con chỉ có suy nghĩ là trong một bộ kinh á thì sẽ chia ra rất là nhiều giai đoạn mà Phật đã thuyết cho rất là nhiều nhiều chúng sanh sau này nghe qua mà giác ngộ. Chẳng hạn như mình đọc tới một cái quyển nào đó, ví dụ như sư đọc qua đến quyển Tăng Chi Bộ chẳng hạn, trong đó có một câu mà khiến cho sư tâm đắc nhất, có thể là dẫn tới sự giác ngộ viên mãn trong nguyên cả một bộ kinh luôn, cũng có thể là như vậy. Giống như cái câu mà trong kinh Kim Cang mà ngày xưa Đức Lục Tổ khi mà ngài đã nghe qua một cái vị đó đọc tới cái đoạn đó thì bắt đầu ngài mới có cái sự giác ngộ ngay tại nhà rồi, thì ngài mới tìm đến chùa Quỳnh Mai để ngài tiếp tục là đến đó để mà thọ giáo là quy y, cuối cùng là ngài cũng đã đắc đạo ngay một tí đó. Thì nhiều khi là trong một cái bộ kinh ấy, thì rất là nhiều phần chi tiết trong đó, nhưng mà nếu mà ai có duyên đến một cái đoạn nào mà nhấn mạnh trong đó thì cũng có thể giác ngộ được phần đó. Như anh chia sẻ thì con cũng thêm một xíu để cho người ta đến thôi, để người ta nghĩ là như cái phần mình chia sẻ chưa kỹ á, người ta tưởng đâu là lật bộ kinh ra đọc vài câu ngay cái câu đó mình đúng câu đó cái tự mình giác ngộ, thì nó không phải. Tức nghĩa là trong bộ kinh từ từ Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Bộ và Tiểu Bộ thì nó là một cái quá trình mà tu tập của Đức Phật.
Cho nên khi mà mình học, mình hiểu được trong những cái lời dạy đó, rồi sau đó sẽ có một cái phần nào đó nó tâm đắc. Dạ dạ đúng rồi. À, thì những cái phần kia mình đã hiểu, mình đã thuộc thì nó Dạ. mới bổ trợ cho mình để mình giác ngộ điều đó. Dạ đúng rồi. Chứ chứ không phải là tự nhiên mình lật ra mình đọc cái câu nào đó hay hay là nghe câu nào đó thì nó giác ngộ, là không phải, nó phải có một cái quá trình tu tập nữa. Thì cái ý con cũng vậy, ý con cũng nói là nó có trong đó mình cái câu nào đó là cái câu nó khiến cho mình giác ngộ ấy, nhưng mà mình phải đọc hết chứ không phải là mình không đọc hết Dạ được. đúng rồi, mình phải phải nói rõ điều đó để không thôi mọi người nghe không hiểu đấy, người ta tưởng là người cầm cuốn kinh lên lật ra cái ngay câu nào đó giác ngộ, là không phải. Mình phải học hết kinh, mình thành hết pháp, thì khi mà những cái câu nào đó nó sẽ gọi là tùy theo căn duyên của mình và nó sẽ đưa đến mình cái đường tu tập nó chứng ngộ. Thì lắm lúc những cái câu hỏi của con ấy thì nó cũng cũng có phần thiếu thốn ấy, nhưng mà chính vì cái thiếu thốn đó mà được thà được được sư á dạy đó thêm thì trở thành cái gì đó nó trọn vẹn hơn, để mọi người sau này khi mọi người nghe qua thì sẽ thấu hiểu hơn những cái lời mà mình chia sẻ sư. Dạ, Nam Mô Phật. Thì hy vọng rằng mọi người cũng hãy cố gắng khi mà nghe được những lời chia sẻ của sư, cũng về nhà cũng cố gắng xem những bộ kinh. Thì mình cư sĩ tại gia hay là xuất gia gì cũng vậy, xuất gia thì mấy thầy mấy sư thì cũng có thời gian để nghiên cứu kinh điển học nhiều, còn mình ở nhà thì mình cũng cố gắng trau dồi. Thì bây giờ mình không đọc được nhiều thì mình đọc ít, từ từ thì mùng năm này qua tháng nọ thì nó cũng hết một bộ kinh, cũng như là để mình thấu hiểu được phần nào Phật dạy. Và con cũng sáng nay cũng đã nhờ sư cũng giải đáp một số nghi vấn cho cả nhà mình biết đến, tại sao mà sư lại sử dụng kinh điển này đi khất thực mà sử dụng nhiều quá. Thì cả nhà mình nghe qua đoạn này cũng mong rằng sẽ hiểu dùng cho sư để đừng có thắc mắc cái vấn đề đó. Rồi sau này thì sư khi mà đi tới qua ba mùa an cư kiết hạ đấy thì sư cũng gửi lại cho một ai đó để giữ dùm, rồi có duyên sư cũng trở về sư đọc nữa thôi. Giờ con cảm ơn sư ạ. Thì Nam Mô Phật.